Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em lên cho các bác một con máy Sony kết hợp với cả một cặp đàn ông. Đấy. Với sự kết hợp này thì các bác sẽ có một cái chất bass đánh sâu, ấm và tiếng rất là sáng. Đấy. Mời các bác có thể nhìn qua hình thức một chút này. Hiện tại ở đây thì em đã kết nối sẵn rồi nhá. Đấy, cầu của loa là có bắp chuối. Trục của nó là trục đồng. Đấy, công suất của loa thì nó là khoảng là maximum là 100W một loa. Đấy, tức là 100W đây nó là công suất dao động là maximum nhá, tức là cao nhất. Còn của nó dao động từ tầm khoảng 100 đổ xuống. Ví dụ các bác có thể ghép những cục khoảng 40, 50 hay là 30, 20 đều được. Nói chung là cái max 100 ở đây maximum tức là cái tối đa của nó để mà nó có thể chịu đựng được. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì âm ly thì thường sẽ khoảng 45, 50 hoặc là 30, 20 đều được nhá, ghép vào là được. Trở kháng của loa là 4 ohm. Vâng. Đấy, về hình thức thì qua nhìn thực tế nhá. Hàng bãi thì nói chung là cái chuyện bụi bặm một tí thì nó cũng không thể tránh được. Về máy của con Sony này thì có các chế độ như cassette này hay là MD CD này. Tuy nhiên thì các chức năng như CD, MD, cassette này thì em không bao giờ chạy nhá. Đấy, bởi vì các mắt có biết rồi đúng không ạ? Hàng bãi về thì nhiều khi mắt nó cũng kém là chuyện bình thường. Thế nên là ở bên em không bao chạy cái này. Bên em bán chủ yếu là để các bác cắm điện thoại, máy tính và kết nối với cả cái cục chuyển đổi từ TV xuống đấy, qua jack 3.5. Về giá của bộ này các bác nhá. Vâng, giá là 950.000 các bác nhá. Giá là 950. Đấy. Thì bạn nào chốt được cái bộ này thì alo cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Tiếng nghe rất là phê luôn các bạn. Đấy, bạn nào mà thích sự đơn giản, nhỏ nhẹ, nghe điện thoại, máy tính thì có thể là lấy bộ này. Giá rất hợp lý luôn, có 950.000 thôi. Chiều rộng của loa là vỏ loa này, rộng là 15 này. Sâu là 18 này. Và cao là 26 này. Thì đấy là về kích thước của sản phẩm nhá. Ở đây máy của nó mã là CMTM35WM các bạn nhé. Đấy là máy. Sau đây mời các bác cùng em thử thức một đoạn chất âm nhé. À, con này hướng dẫn thêm này. Con này nó chỉnh được cả EQ và Megabass ở đây. Có nhấn vào đây trên là cái phím trên này này. Đấy, kéo xuống thứ nhất, thứ hai và cái thứ ba. Nhấn vào là Enter cho em. Đấy, đây là chế độ Megabass thì các bác nhấn vào Enter tiếp này. Đấy. 1, 2, 3. Megabass này. Đấy, EQ này. Đấy, nó có các chế độ này. Đấy, nghe nhiều bát hay dày bát hay như nào đó thì tùy theo. Em để chế độ mộc nhé, nghe mộc luôn. Đó. Đó, tắt chế độ megabát này là bật megabát nhá. Đấy, tùy theo sở thích của mình. Nghe bát dày thì bật lên, nghe thì tắt đi. Đó. Có chế độ chỉnh EQ này, rồi chỉnh được megabát được luôn, rất là xịn. Đây, mời các bác nghe thử một đoạn chất âm này. Chỉ còn nửa linh hồn, tình yêu xưa như thơ xin gửi vào trong giấc mơ. Trăng đêm nào bên đợi hẹn hò ta trao đời nhau, đôi gót son trang đài em dắm bừa gió từng dòng tình hồng, và em sao đang tâm thấy bên mộng đôi con đò tình yêu anh dâng em trôi từ em
trách chi đời chị làm cô xin anh. Đời anh mong em vui bên bờ bình yên nhất, và em quên anh đi quên hết đừng thương nhớ chi. Anh hát cho duyên mình, hát tặng người tình này xa ngàn xa, mưa bão nơi bên bờ xa xứ lạ, xin đừng ướt môi hồng. Người ơi anh nơi đây nay chỉ còn nửa linh hồn, tình yêu xưa như thơ xin gửi vào trong giấc mơ. Người ơi anh nơi đây nay chỉ còn nửa linh hồn, tình yêu xưa như thơ xin gửi vào trong giấc mơ. Lại cho anh tình yêu thuở hôm nào ngày mình mới quen nhau, anh trả lại cho em nụ hôn thuở dài khờ, tình yêu mãi tôn thờ nhưng bây giờ như giấc mơ. Trả lại cho anh bài. Vâng nhá, đấy thì vừa rồi là em cũng test qua cái chất âm để các bác nghe thử. Đó thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Vâng, xin chào các bác.